Thưa quý vị, chúng tôi cũng có mời quý vị đại diện cho Phật giáo. Tuy nhiên, có lẽ vì Phật sự gia đình không đến kịp giờ, chúng tôi thành thật cáo lỗi. Và nếu như có quý vị nào có thể đại diện cho Phật giáo, thì chúng tôi cũng kính mời quý vị đó lên để chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện trong cái tâm thức của mình. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Tát. Con là hiện tại Nguyễn Thanh Liên, đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và hiệp cùng với Linh Mục và của bên Thiên Chúa Giáo. Và chúng con cầu nguyện Đức Quốc Tổ Việt Nam và Hồng Thiên Trong Núi phù hộ cho dân tộc Việt Nam sớm được thoát khỏi ách cộng sản vô thần, và cầu nguyện cho giáo dân Tam Tòa được hạnh thông và được Cộng sản Việt Nam bỏ vấn đề đàn áp để mà làm cho giáo dân Tam Tòa bị nhiều đau khổ. Dạ. Cảm ơn tất cả. Vâng, con xin mời Linh Mục. Chúng con xin cùng với tất cả mọi người quốc nội cũng như quốc ngoại dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin thiết tha cho quê hương được luôn luôn có sự tự do, công lý và hòa bình, đặc biệt là trong thời kỳ này. Chúng con cầu xin nhân danh con Thiên Chúa, Chúa chúng con. Phương xin mời Hoàng Dung đại diện cho Tin Lành. Dạ, con không dám nói là đại diện cho Tin Lành, nhưng mà với một người đạo Tin Lành, con xin cầu nguyện. Lạy Chúa, con xin cảm ơn Chúa là đấng tạo hóa, con xin cảm ơn Chúa là đấng tôn cao, con xin cảm ơn Ngài đã tạo ra chúng con để cho chúng con có một sự sống. Con xin cảm ơn Ngài đã cho nước Việt Nam con càng ngày càng mạnh ở trên hải ngoại. Con xin Ngài hãy giúp quê hương Việt Nam đang sống khổ ở bên Việt Nam. Xin Ngài hãy cho họ có một sức mạnh để đứng dậy, để đập tắt đảng Cộng sản đang hành hạ và đàn áp họ. Xin Ngài hãy cho dân Việt Nam của chúng con một niềm tin để chúng con có thể thờ phụng Ngài, cũng như có một lòng yêu nước để chúng con có thể đứng dậy, và cho chúng con một sức mạnh để chúng con cùng tranh đấu nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam. Xin Chúa hãy cho sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam cùng nhau đứng dậy, cùng một đức tin để cùng tranh đấu cho dân quyền và dân chủ. Ngài là đứng tối cao, con biết Ngài biết mọi thứ, và Ngài cho sự kiện xảy ra đó là chỉ là một sự thử thách để cho chúng con có sự rèn luyện. Xin Ngài hãy giúp cho chúng con có một sự rèn luyện thật mạnh và một sự hy vọng ở nơi Ngài. Xin Ngài hãy cho chúng con hiểu Ngài nhiều hơn, và con xin Ngài hãy giúp cho giáo xứ Tam Tòa được bình an. Xin cho họ được có một nhà thờ để họ có thể tôn thờ Ngài. Xin cảm ơn Chúa Giêsu. Con xin cầu nguyện Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin cảm ơn Hoàng Dung. Và thưa quý vị, chúng tôi không có quý Thượng Tọa Đại Đức đại diện cho Phật giáo đến kịp giờ, và cũng như không có quý vị nào lên sân khấu, thì cho phép mình hướng trong cương vị là một Phật tử có thể xin được đại diện Phật giáo để dâng lời cầu nguyện trong cái nghi thức cầu nguyện ngày hôm nay. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Chúng con những người Phật tử sinh sống tại hải ngoại xin cầu nguyện chư vị phù hộ cho đất nước quê hương Việt Nam, tất cả đồng bào chúng con, tất cả các tôn giáo, Công giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành, Phật giáo, cho mọi người sớm được hưởng tự do, dân chủ, nhân quyền và tôn giáo. Xin cho đất nước chúng con sớm được hít thở không khí tự do. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, sau đây thì để hiệp thông cùng với các giáo dân tại Tam Tòa và cũng như các giáo xứ Công giáo đang bị bạo quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp một cách thô bạo,
Và thưa quý vị, có lẽ vô tiền khoáng hậu không có ở bất cứ một đất nước nào. Đó là việc bảo quyền cộng sản đã dùng xã hội đen, côn đồ để đàn áp chính người dân của mình. Chúng tôi xin kính mời hiện tại Nguyễn Thanh Liêm có một đôi lời cùng hiệp thông với các giáo dân tại quê nhà. Dạ, kính thưa tất cả quý bậc trưởng thượng, kính thưa tất cả và các bậc lãnh đạo về vấn đề quân đội. Dạ. Sau đây chúng tôi xin có đôi lời phát biểu về vấn đề lửa thiêng tự do. Kính thưa quý vị đại diện các tôn giáo, quý bậc trưởng thượng, quý vị đại diện các đoàn thể tị nạn chống cộng, quý vị truyền thông và báo chí, quý đồng hương. Chúng tôi là hiện tại Nguyễn Thế Liêm, đạo cao đài tòa thánh Tây Ninh. Tuổi đời đã trải qua nhiều thời kỳ chính tiến của nước Việt Nam, nhưng chưa từng thấy thời kỳ nào mà chính quyền trị dân một cách tàn ác, dã man, vô nhân đạo đối với đồng bào trong nước như hiện nay. Cộng sản Việt Nam đang hành xử đối với tôn giáo và nhất là đối với giáo dân tại tòa Đồng Hới, Quảng Bình. Nếu quý vị có xem trên Internet và báo chí, quý vị sẽ tận mắt thấy công an và đám côn đồ chúng thuê mướn đánh đập giáo dân và các vị tu hành. Luôn các vị linh mục, các cha chúng cũng không tha. Có cha thì bị gãy tay, bể đầu, bầm mắt, sưng môi, phải vào nhà thương chữa trị. Quãng đời của tôi trên 70 năm đã trải qua và chứng kiến nhiều thời kỳ từ thực dân Pháp đô hộ đến thời quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Chưa có thời kỳ nào mà dân tộc đi lính nghèo đói, phải đi bán thân làm nô lệ tình dục cho ngoại bang, bị áp bức khổ nhục như hiện nay sống với chế độ cộng sản tại Việt Nam. Hơn nữa thế kỷ nay tại Việt Nam, cộng sản quyết tâm tiêu diệt tất cả các tôn giáo. Ông chủ cộng sản là các Marx Lenin của chúng cho rằng tôn giáo là liều thuốc phiện ru ngủ người dân. Cộng sản sống thì tôn giáo diệt, mà diệt đi một lượt năm tôn giáo lớn tại Việt Nam thì cộng sản không thi hành được. Ngại tất cả các tôn giáo đồng loạt chống lại, chúng bẻ gãy từng tôn giáo một. Hết cao đài hòa hảo Phật giáo Tin Lành, giờ đến phiên Thiên Chúa giáo. Sự can đảm chống lại cường quyền cộng sản của giáo dân không sợ chết, tù đài của giáo dân Thái Bình, rồi đến giáo dân Hà Nội, tàu khâm sứ và giáo sứ Thái Hà. Hiện nay biến cố mới xảy ra tại tâm tòa chứng minh đức tin sắt thép của giáo dân Thiên Chúa giáo. Giáo dân Vinh tự động tụ họp lại hàng trăm ngàn người để tỏ lòng đoàn kết, hiệp thông nói lên cường quyền cộng sản phải chấm dứt bóc lột, tàn sát, bất công. Đối với giáo dân phải tôn trọng công lý mà Đức Chúa Jesus Christ đã dạy dỗ họ qua phúc âm. Cộng sản Việt Nam không thể buộc họ là do một nguồn thế lực từ bên ngoài, do thực dân đế quốc, do kẻ phản động sử dụng, mà chính do lòng họ tin theo lời dạy phúc âm của Đức Chúa Ngôi Hai dạy họ. Nay quay sang hiện tình đất nước Việt Nam ở quê nhà. Năm 1999-2000, Việt Nam mất Ải Nam Quan, thất Bản Dốc. Năm 2009, Trung Quốc công khai xâm chiếm Biển Đông, ngang ngược chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Rồi mới đây, Cộng sản Việt Nam lại dâng khúc xương sườn cao nguyên cho Trung Quốc khai thác bóc xít, đưa hàng chục ngàn công nhân lên đến Việt Nam, lập các tụ điểm làm công nhân, làm hàng quán bản hiệu viết bằng chữ Trung Quốc, như là một làng xóm của Trung Quốc. Trung Quốc còn cấm ngư dân đánh cá trên biển của Việt Nam, bắn giết ngư dân, bắt giam tàu và người đánh cá Việt Nam đòi tiền chuộc. Cộng sản Việt Nam không lớn, không dám lên tiếng phản kháng bên Nhật, chứng tỏ sự khiếp nhược, sợ sệt và đê hèn vì tham vọng nắm chính quyền để tiếp tục tham ô, dơ vét tài sản của nhân dân. Mà Cộng sản Việt Nam không quan tâm đến bảo vệ đất nước, thà chịu mất nước còn hơn mất đảng. Toàn dân từ trong nước đến hải ngoại vô cùng cảm ơn.